Chào mừng mọi người đã đến kênh Cuộc Sống Việt Mỹ ha. Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, cả nhà đang trên đường trên máy bay bay qua từ Bethlehem, Pennsylvania và bay qua Los Angeles. Cả nhà đi Disney, kỳ này đi ở California cả tuần, một tuần để đi chơi trong nhân dịp ngày lễ Thanksgiving. Đây là trên máy bay, mọi người đang cả nhà đang trên máy bay để bay qua. Bây giờ là từ từ Newark, New Jersey bay qua Phoenix, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa cả nhà sẽ xuống sân bay Phoenix của Arizona và layover ở đó khoảng một tiếng thì sẽ bay tiếp qua bên Lax, qua Los Angeles. Bây giờ là mọi người đang ở trên máy bay đây. Và bây giờ là thằng cu nó đang ngồi ở trên máy bay ha. Anh đang chơi coi trong cái điện thoại á. Mới bắt đầu đi á, thì còn hăng say lắm. Bây giờ là ngồi một khoảng 2 tiếng mấy rồi, là cũng hơi bị quải rồi, cũng mệt mỏi rồi, thành ra hỏi gì cũng gật đầu hết. Bây giờ cả nhà đã đến sân bay của Lodge. Bây giờ đã đang đợi để lấy hành lý ha. Đang đợi cái hành lý của mình để lấy hành lý của mình để về khách sạn đây. Sau đâu đó là sẽ ra chỗ mướn xe, tại có rental car đấy, phải mướn để lấy xe. Và cả nhà đã đến California vào 5 giờ rưỡi chiều. Hiện tại thì đang ngồi trên xe để chạy về khách sạn. Ngoài đường rất là tối, mới có 5 giờ rưỡi thôi nhưng mà rất là tối. Rất là khí hậu ở Cali rất là đẹp. Mọi người cả nhà đều rất là thích khí hậu ở California. Hiện tại thì đang trên đường chạy về khách sạn. Và đây là khách sạn Hyatt Ray, gần ngay cái park Disneyland Park của Anaheim, California. Bây giờ mọi người đang xếp hàng để check in ha, check in để vào phòng của mình. Khách sạn rất là đẹp nha. Lần đầu tiên cả nhà ở cái khách sạn này nhưng mà ai cũng cảm thấy rất là thú vị. Sau khi xếp hàng để check in hành để được lấy chìa khóa vô phòng của mình thì mọi người đang coi trong phòng, kiểm tra phòng như thế nào. Và các em nhỏ rất là thích thú, là tại vì cái phòng cũng có thể gọi là rộng và thoải mái cho mọi người ha, trong một tuần mình ở đây. Số phòng của cả nhà là 379, lầu 3 ở khách sạn Hyatt. Sau khi mình đã kiểm tra phòng rồi thì bây giờ cả nhà đi xuống để ăn ha. Đi ăn tối của ngày Thanksgiving, tại vì nguyên cả một ngày là cả nhà đang ở trên máy bay thì bây giờ đang vô cầu thang để đi xuống. Dưới sảnh của khách sạn có một cái nhà hàng. Cả nhà lúc cho đợi check in á, thì khám một nhà hàng rất là đẹp, mà cũng là có thể hy vọng là đồ ăn ngon ha. Bây giờ mọi người đang đi xuống dưới sảnh để ăn bữa tối Thanksgiving. Bây giờ cùng mời mọi người cùng ăn bữa tối Thanksgiving cùng với cả nhà nhé.
Tên của nhà hàng là OCB, Welcome to OCB at Hyatt, Anaheim, California, gần Disneyland ha. Sau khi xếp hàng để đợi vô nhà hàng ăn thì bây giờ đã cả nhà đã ngồi trong bàn ăn và ba anh em của nhà Travelin đang chụp hình đây, chụp hình để quay phim để kỷ niệm lại cái buổi tối ăn Thanksgiving ở ngày đầu tiên ở California. Và mình kính mời mọi người cùng dùng bữa ăn tối với gia đình mình nha, bữa tối Thanksgiving. Nhà đang đợi đồ ăn ha. Hy vọng là một buổi ăn tối Thanksgiving dinner của cả nhà năm 2022 sẽ vui vẻ hòa thuận cho bước qua một năm mới. Kính mời mọi người dùng với mình. Đây thằng cu nó đang tự quay phim và nó sẽ nói là nó rất là vui khi đến California để bắt đầu một sau bữa tối ăn xong buổi tối này, ăn tối xong, mình cả nhà sẽ lên khách sạn và sau đó lên phòng của mình để tắm rửa và mọi người nghỉ ngơi cho một buổi hành trình vào ngày mai. Cả nhà đã bắt đầu một buổi khám phá California năm 2022.